Rồi hello, xin chào cô chú anh chị mời đến kênh Chăn Nuôi Bánh Trang. Hôm nay lên cặp bò xin. Rồi mời cô chú anh chị xem nội dung giá cả cực kiếp công khai đây luôn. Đó, cô chú anh chị mua liên hệ với em số điện thoại để ủng hộ nha. Rồi cây này phát sóng lúc 12 giờ 7 giờ tối nha. Rồi cô chú anh chị theo dõi nội dung nha. Rồi đây là cặp bò xin chú chú anh chị. Đó. Hai con này tướng đá mẫu thì đẹp cực kỳ ha. Chân cẳng hoàn thiện, hổ bố bóp xe xuống đúng cái đồ gì hết. Ngọc màu này không có bớt điểm mi gì hết nha chú anh chị. Bờ gu xin. Đó thì cô chú anh chị thấy ưng ý thì mua liên hệ số điện thoại đường hình. Em công khai giá cả đây luôn ha. Hai con này là giá 47 triệu, con 22, con 25. Đó chân cẳng nè. Giờ em quay tầm gần lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây. Con nhỏ là 22 triệu nè, sái trắng nè ha. Sái lưng nè, nghiêm chỉnh luôn. Lúng yếm ha. Lúng nè, đi lúng chèn ha chú anh chị. Đó, chân cẳng móng sò ha. Chân trước cầm đứng thẳng, chân sau cũng cầm thẳng luôn. Vú bốn vú rồi ha. Cái lúng chỗ lúng chèn thì dữ dàng ha. Đó, dớt da mỏng nè, lông nhuyễn luôn cô chú anh chị. Kệ đuôi đít nè, đuôi bẹ nè, thấy không? Thắt khăn luôn. Qua con bự đây. Đó, con này thì cũng tầm 11, 12 tháng tuổi rồi, của chú anh chị mua về lên giống con bự nè. Nó hồi nãy em quay thấy nó gì, dẫn ra nó dậm dậm ha. Lúng mà, dữ dàng ha. Chân cẳng móng đẹp luôn, cầm đứng thẳng ha, của chú anh chị. Đây, lúng yếm này ha. Sái trán nè, của chú anh chị thấy không? Sái lưng nè. Trong lưng thì dữ dàng ha. Thì con bự này giá là 25 triệu, không có một da mỏng dùng, nhìn những cái bộ mình cái da dùng đấy không. Đít đùi đầy đặn hết chú anh chị. Đó, cho cô chú anh chị mình xem nè. Đây, thấy đít không? Dữ dàng ha, hai con giá cực kỳ yêu thương luôn. Con 25, con 22. Da bụng dùng nha. Hai con sừng cui ha. Đây. Đó. Xin lai đất mang. Chúng ta mẫu nuôi cô chú chị mua giống thì nuôi sinh sản hai bò này cực kỳ ok. Thì dòng bò xin này thì cô chú chị biết rồi, lên giống mau, đẻ con 51. Cái đuôi nè khác thân không? Hai con đuôi nè, mẫu nè, chúng ta dài gọn ha. Đẹp. Đó. Có loại sông lưng nè. Sông lưng hang còn hang qua to ha, đứng dậy đen to ha. Chạy đua con đua bẹ, con đua tròn. Con nhỏ đua bẹ, con bự đua tròn. Coi sông lưng nè, thấy không? Da mỏng nhuyễn bóng ha. Lông nhuyễn nè. Con nhỏ không vậy ha, con đúng vậy thấy không? Đó quay tầm xa nè, cách nhau xa ha. Đó cô chú chị thấy ưng ý liên hệ cho em. Dạ, dạo lúng yếm mà đầy đủ bài bản luôn. Hai con này mua về nuôi sinh sản phát triển kinh tế là cực kỳ luôn ha chú anh chị. Vừa túi tiền mình mua luôn, hai con 22, con 25. Thì khỏi chê vào đâu ha. Chân móng nè thấy không? Lúng nè. Yếm nè không, dữ dàng ha. Đó. Giờ em đo chiều cao bò này cho cô chú gì mình xem ha. Chiều cao luôn nhỏ đó nha. Nhỏ là quá nhiều chín nha. Bự là 1m27. Đó, em đo chiều cao con nhỏ là 1m19 nha cô chú anh chị. Con bự là 1m27. Ha, ai thấy quan tâm liên hệ em số điện thoại để màn hình. Hai con này mua gì làm giống ha. Cực kỳ luôn. Đó hình ảnh em giá cả em cũng công khai rồi ha. Cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ em, hai con dai nè.
ôm sát mình luôn. Đó, chung cảnh hay dữ dằn hăng chung chị. Con nhỏ này còn tầm 7 tháng rưỡi 8 tháng bò. Bự cỡ 11 12 tháng. Hai này đồ ăn uống thì khỏi nói ha. Rất mạnh ăn. Chân cẳng hoàn thiện, không có bú ép xe gì hết. Đó, một màu ha, hình ảnh quay thực tế ha chú anh chị. Ở trong hình sao ngoài vậy, cô chú mình mua thì lẽ liên hệ cho em. Đây, đặt nhiều cũng quay cho cô chú mình thấy, xem rõ từng chi tiết ha. Ưng ý mua liên hệ. Bự nè. Thấy không? Đúng tờ ha. Đúng ý mình sùng sình dữ dằn ha chú anh chị. Lưng xong lưng bự nè. Ít lưng ha. Rồi lại tiếp tục ha, hình ảnh ngày hôm nay em lên hai con kem con gu nữa ha chú anh chị. Đó. Đây. Hai này tầm 5 tháng lưỡi, con kem 5 tháng lưỡi 6 tháng, con gu cỡ 6 tháng bò ha. Chân cẳng thì quan sát thì hoàn thiện, không có bú quốc xe hết chú anh chị. Mẫu kiểu là đẹp ha, hai con này nè, con kem mẫu kiểu lúng chuyện nè. Nhức nách không? Lúng nè thấy không? Vú nè ha. Chân là móng sò cụm thẳng luôn. Đây. Yếm nè. Sái con kem màu trụi nha. Con sái là hoàn thiện hết nha chú anh chị. À, dài ít đít đầy đặn nha. Kem mà cỡ 5 tháng rưỡi 6 tháng, còn con gu là 6 tháng bò ha. Đó, con kem nè, cô chú nhìn thấy không? Dáng đứng nè thấy không? Cực kỳ ha. Da dùng qua con đây con gu có xong lưng gu nè, sái lưng nè, hoàn thiện ha. Đây chân cẳng nè, móng nè, cũng mà cầm bên thẳng ha chú anh chị. Lúng nè, rồi lúng hay cạn ha. Gu đây cũng gu lại nha. Đó, gu mà sừng hay nhô nhô rồi gu ha, có sừng đít nè, gu nè khác hẳn không. Hai này thả đòn dài nha. Đó, con kem này thì chủ nhà kêu bán là 17.500.000, còn con gu thì 18.000.000 ha. Thấy chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy quan sát nè, em quay là tầm xa nè. Đó, được ưng ý mua liên hệ số điện thoại để màn hình. Đây, con kem 17.500.000 nè. Con gu thì 18.000.000 ha. Cái đồ ăn uống của nó thì cô chú chị mình khỏi lo ha, ăn mạnh hết trơn rồi, ăn tạp, hai con này tạp ăn dữ lắm. Nó bò biết ăn uống rồi em mới người ta mới kêu bán cho chú chị, chứ không biết ăn uống bán không được. Đó, hình ảnh hôm qua vậy ha, cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ số điện thoại để màn hình. Con gu này một màu không có đem nếp điểm mi gì hết nha. Con kem này con kem vàng live trắng pha trắng ha, đùi có đốm trắng ha chú chị. Thì bò lai không có sao ha. Mua xíu sẻ bò lai này, bông không bình thường như ba b rồi đó, cũng bông kem trắng lai pháp nữa ha. Mình vàng ở dưới ấy lai trắng rồi, chuẩn bị nó lại đổ lông thành trắng lại nè. Đít này dữ dằn không đó, mà to ha. Đó, vui mớm này em quay cực vui chết luôn. Hàng này là mua một cặp thì 35.500.000 ha, con 18 con 17.500 đựng kem. Đó thì cô chú chị thấy liên hệ cho em nha, ngay kẹo lõi nha. Hàng này mua về dỗ lên làm giống ha, còn kem gu mình mua về lên giống nữa, không phát dữ dằn luôn cô chú chị. Thấy là hả đòn đó không kem nè, kỳ gu cũng vậy nè, thấy không?
gọn cực kỳ luật ha. Quay nào, quay tầm xa có đủ kiểu hết ha, cô chú anh chị mình xem từng chi tiết luôn, ưng ý thì mua đặt mặt cọc cho em. Rồi em trở lên ha, em kêu xe trở lên giùm em luôn chị. Ok mà lúng chèn là hãy gơi hộm kem ha, kiểu có nha. Đó gung này lúng cũng có nè, lúng hơi dây dây nè cái chú anh chị. Đây mình giống ít mua hai con này, tầm giống vừa túi tiền mua giống ít nuôi phát triển kinh tế cực kỳ luôn, ngon luôn. Hai này cổ bảo cô chú anh chị mua về không giờ lỗ ha, không có được lỗ hơn chú anh chị, giá tiền cũng phù hợp, túi tiền giá mềm mềm nè, mua dễ mua bán ha chú anh chị, dễ mua. Ở con kem này đầu trụi này đẹp không, sái nè, đỉnh luôn ha, chuẩn luôn, ngu cũng vậy, ngu hay số sừng đó, xong lưng ngu mà mướt không, ông Miễn bóng ghê không. Kem này đang lo la lông nè, kem đổ lông hả chú chị, la màu rồi, kem này là la màu thành kem Pháp bông bướm. Đó giờ hình ảnh em xin kết thúc tại đây ha, cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ giúp em, số điện thoại để đồng hình nha.